Câu điện 2331 nha, sexy 7 màu. Sau đây mời các bác cùng xem cấu hình khủng bên trong. Với 8 sổ xét thì các bác biết nó khỏe cỡ nào rồi. Với một và đẹp mắt khi các bác trưng bày trong những bộ vàng vùng bên cuối vân AK. Đẹp long lanh luôn nha các bác, hàng mạng về đây. Các bác cùng xem đấm nút nha. Hàng bên em tuyển rất là kỹ nha các bác. Giá bao ship là 21.500.000, xanh xui 5.500. Quy rồi. Các bác thì thấy đồ mới sản phẩm luôn nha. 4 đồng hồ vô, đó là một cái chú ý rất là cao của mô điện model này. Và 2 đồng hồ FMAM nha. Lò nét, chế độ chơi 2CH và 4CH nha các bác. Rất là tiện lợi nha. Các bác thích chơi 2CH thì bấm vào này. Bấm vào này chơi 2CH thì nó sẽ khỏe hơn. Đây là volume phụ nha các bác, volume phụ nha. Còn volume chính nằm dưới đây, nói chung nó sử dụng 2 volume. Ba cái này là ba lăng. Cầu loa, máy trang bị tới 4 cầu loa nha các bác, 4,5 vậy ạ. 21.500.000 nha các bác, hàng sưu tầm nha, máy sexy 7 màu nha các bác. Bác nào chốt thì liên hệ trong 32 số điện thoại này nha. Thích ghi hay bài đẹp và chơi những dòng âm ly receiver để nghe nhạc vàng, nhạc bolero. Máy đẹp keng hết nha các bác. Máy tuyển về. Bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 1%, có nghĩa là bớt vài trăm để các bác cùng cà phê cà pháo vậy thôi. Máy đẹp lắm. Máy trang bị là 4 cầu loa nha, 4 cầu điện luôn nha. Series là 2331 nha các bác, 2331. Con này series 2331. Đây là phần tăng nhiệt của sò công suất. 4 cầu loa, 4 cầu điện. 2331 nha, sexy 7 màu. Sau đây mời các bác cùng xem cấu hình khủng bên trong. Với 8 sổ xét thì các bác biết nó khỏe cỡ nào rồi. Với một con lê nghi nhà. Dòng này thì nghi vừa trưng bày trong phòng khách nha các bác. Đây là cấu hình bên trong của con 5.500 nha các bác, sexy là 7 màu nha. Hai tổ lục nguồn to và hai tổ lục nguồn nhỏ và tăng phô. Phía trên này thì chủ yếu là phần đài với phần tụ nguồn với tăng phô các bác sẽ thấy thôi. Còn chủ yếu là nằm phía dưới nha các bác. Được giờ em mời các bác cùng xem sexy trước này. Đấy, nó keng mới như thế này nha. Ông ác này. Đấy. Rồi cái phần quan trọng và chủ yếu là mé dòng này nó sẽ nằm ở phía dưới hết. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem luôn cấu hình phía dưới nha. Gồm là sò công suất, là mạch âm sắc vân vân vân. Đây em mời các bác cùng xem vĩ điệp của phần phía dưới. Phía dưới thì trang bị rất là nhiều mạch âm sắc vân vân. Đây các bác thấy này. Đây những khung kích đây. Đây phần bo mạch công suất này, phần là mạch âm sắc này. Sexy này, nó mới. Đấy. Hàng tuyển lựa là nó như thế này luôn. 8 sổ sắc và có 4 cảm biến nhiệt trên 4 con sò này các bác. Đây là phần mạch âm sắc. Có những con kích này. Motorola và mỗi vế nó sẽ có 4 cái cầu chì bảo vệ 4 sò. Đây, các bác thấy tổng 8 cầu chì, 4 cái này. 4 cái 8 cái này. Mới keng nha các bác. Tức là sưu tầm chơi những con này thì alo cho em, chỉ có một con duy nhất em mới về. Quyrix 5500. Khóa mới. Những con này là size 63 các nhé các bác. Size 63 này, lớn. Cao là khoảng 18-20. Size nó là 60 nha bác, cao khoảng 20 nha. Cao 20 size 60. Dòng âm ly có size khủng của Sansui nha.